Sáng ngày 8 tháng 5, tức mùng 8 tháng 4 âm lịch, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ hội truyền thống cầu ngư Nhượng Bạn và đón bằng công nhận lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đến tham dự. Đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã trao bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho chính quyền địa phương và nhân dân xã Cẩm Nhượng. Đây là niềm vinh dự tự hào của chính quyền và nhân dân xã Cẩm Nhượng nói riêng, huyện Cẩm Xuyên và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, là cơ sở pháp lý để các thế hệ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị và duy trì lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn trường tồn. Trước đó, ngày 27 tháng 5 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có quyết định công bố lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo nội dung được ghi trên các bản sắc phong lưu giữ tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Ngư Ông, xã Cẩm Nhượng, lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn có lịch sử ít nhất từ thời Nguyễn. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh gắn liền với cộng đồng cư dân vùng ven biển cửa Nhượng và được người dân xã Cẩm Nhượng tổ chức vào ngày 7 tháng 4 và 8 tháng 4 âm lịch hàng năm. Phần lễ hội gồm có các phần chính, nghi thức tế lễ, lễ hội chèo cạn, lễ rước trên biển và lễ tế tại miếu đường nhằm báo đáp công ơn của thần Nam Hải, cổ vũ thêm sức mạnh cho ngư dân vươn khơi bám biển. Hàng năm, lễ hội luôn được chính quyền địa phương và người dân chuẩn bị chu đáo, công phu. Thuyền bè của ngư dân ngoài khơi đều quay về cập bến, người dân đi làm ăn sinh sống ở xa cũng thu xếp trở về cùng tham gia lễ hội. Ngoài ra, du khách đến nghỉ dưỡng tại khu du lịch biển Thiên Cầm cũng tìm đến chiêm ngưỡng không gian lễ hội.